Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 18 tháng 4 năm 2020. Và quay trở lại với nhóm này thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ trường kỷ gỗ lim. Bộ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Sang ở tại Thanh Oai, Hà Nội. Thì hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện bộ sản phẩm lên rồi. Tôi có quay lại một video clip để gửi lại bác Sang để các bác có thể xem được sản phẩm của mình. Thì mẫu ghế này là chúng tôi làm là trường kỷ mẫu tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai. Có phần giữa là vách là sen cỏ. Phần bệ là bệ Ngũ Phúc. Đây trước mặt quý vị, đây là chiếc ghế thứ nhất. Chúng tôi thì đã hoàn thiện phần sơn BU rồi. Làm rất là kỹ, quý vị thấy được cái độ bọc bóng của nó đây, rất là kỹ rồi. Sơn BU mát tay đi. Thì tôi có quay sản phẩm này ở trong nhà nên là ánh sáng nó hơi kém một chút và nó ngược chiều sáng, ánh sáng nó không được đúng hướng sáng lắm nên là quý vị nhìn cái màu sắc nó chưa được chuẩn so với thực tế. Đây là phần tíu, phần tíu đây, mặt liền một tấm nhé, mặt liền một lá đây, đây. Vân gỗ rất là đẹp và hoàn thiện rất là kỹ, rất là mới. Chiếc ghế này thì hơi ngược sáng. Thì tôi chỉ quay lại một video clip ngắn để gửi tới bác Sang thôi, bởi vì cái mẫu ghế trường kỷ này thì chúng tôi cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Và mọi người nếu có nhu cầu quan tâm thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086. Cơ sở tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Thì mọi người nếu quan tâm và yêu thích hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi được những cái sản phẩm mới nhất. Rồi, xin chào mọi người nhé.